Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, trong số chuyên đề tuần trước, chúng tôi đã đề cập đến những thuận lợi và vướng mắc của dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi. Trong số tuần này, chương trình Tài chính thuế xin được tiếp tục xoay quanh dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi. Trong đó, điểm đáng chú ý là các quy định mới nhằm siết chặt việc quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh. Mặc dù với sự phát triển và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhưng số thu thuế của hộ kinh doanh lại chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng thu ngân sách nhà nước. Theo số liệu năm 2017 là 1,56% trong tổng thu ngân sách nhà nước không kể dầu thô. Đây là lĩnh vực được đánh giá có thất thu trong các đối tượng kinh doanh này nên rất cần phải có giải pháp chống thất thu thuế để mở rộng cơ sở thuế, từ đó tăng thu ngân sách nhà nước, nhưng không tăng thuế làm ảnh hưởng đến những hộ kinh doanh đang quản lý. Dự kiến phân loại hộ kinh doanh dựa theo quy mô, ngành nghề để tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh như thế nào để đảm bảo sự công bằng, minh bạch và nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước, và làm thế nào để khuyến khích các hộ kinh doanh yên tâm chuyển thành doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này. Trước tiên, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Theo số liệu thống kê chính thức, tính đến cuối năm 2017, cả nước có gần 5 triệu hộ sản xuất kinh doanh, gấp 10 lần số doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng tài sản ước tính khoảng 655.000 tỷ đồng. Trong số này, có rất nhiều hộ kinh doanh dù có doanh thu lớn, đội ngũ công nhân đông đảo, nhưng vẫn chọn mô hình kinh doanh hộ gia đình. Theo số liệu quản lý thuế năm 2017, thì số hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên là 102.095 hộ, như hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn thường xuyên có doanh thu lên đến vài trăm tỷ đồng một năm. Nhiều hộ kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù không phù hợp với mô hình hộ quán như kinh doanh hóa chất, vật tư và thiết bị y tế, máy móc thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng có nguồn gốc tài nguyên khoáng sản. Bộ Tài chính đã đưa ra lời ý kiến về dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi, trong đó điểm đáng chú ý là các quy định mới nhằm siết chặt việc quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh. Theo đó, đơn vị này dự kiến phân loại hộ kinh doanh dựa theo quy mô, ngành nghề để tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Cụ thể, thứ nhất sẽ phân loại hộ kinh doanh quy mô lớn để áp dụng hình thức quản lý thuế phù hợp như áp dụng chế độ kế toán đơn giản tương ứng với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, áp dụng chế độ hóa đơn điện tử, khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử. Thứ hai, phân loại hộ kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ có giao dịch thanh toán bằng tiền mặt với người tiêu dùng để áp dụng các biện pháp không dùng tiền mặt trong giao dịch kinh doanh bán lẻ, nhà hàng, cửa hàng dịch vụ ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí. Thứ ba, phân loại hộ kinh doanh quy mô nhỏ để áp dụng hình thức thuế khoán, tăng cường tính minh bạch, tăng cường vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức có liên quan trên địa bàn. Thưa quý vị, mặc dù có sự phát triển và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển nền kinh tế xã hội của đất nước, nhưng số thu từ thuế của hộ kinh doanh lại chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng thu ngân sách nhà nước. Việc đổi mới các quy định trong luật sẽ góp phần phân loại hộ kinh doanh để áp dụng hình thức quản lý thuế mới phù hợp hơn, công bằng hơn, minh bạch hơn, nuôi dưỡng được nguồn thu. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Là cơ sở chuyên sản xuất lụa cao cấp tại Vạn Phúc, đại diện hộ kinh doanh cho hay nếu áp dụng đóng thuế theo như tại dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi thì sẽ tạo thuận lợi hơn và cũng áp được mức thuế cho từng hộ theo từng mức độ kinh doanh của mình. Với những cái đơn hàng xuất hàng thì mình sẽ dễ dàng hơn. Cái tiếp theo nữa là mọi thứ kinh doanh thì thuận tiện hơn, là cái đảm bảo cho mình khi mà mình kinh doanh, mở rộng kinh doanh. Việc đổi mới các quy định trong luật cũng dễ dàng phân loại hộ kinh doanh quy mô lớn để áp dụng hình thức quản lý thuế phù hợp như áp dụng chế độ kế toán đơn giản tương ứng với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, áp dụng chế độ hóa đơn điện tử, khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử. Từ đó hạn chế tối đa sự lợi dụng mô hình kinh doanh nhằm mục đích trốn thuế, tạo khuôn khổ pháp lý về thuế, thúc đẩy hộ kinh doanh quy mô lớn chuyển đổi thành doanh nghiệp. Trước hết thì tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta phải chuyển từ cơ chế thuế khoán sang cái thuế đánh vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, thì đây là một cái xu thế tất yếu, nó đảm bảo tính chất công bằng cho tất cả những người tham gia kinh doanh. Cái người nào hoạt động kinh doanh nhiều, có khách hàng lớn hơn, có hiệu quả nhiều hơn thì anh phải đóng thuế nhiều hơn. Còn những cái hộ mà nó kinh doanh không có hiệu quả thì thuế mức ít hơn. Cái thuế khoán chúng ta hiện nay nó đang rơi vào tình trạng là nó không công bằng như thế. Thậm chí thuế khoán nó còn tạo ra những kẽ hở, có thể những cái tiêu cực giữa các cái cán bộ thuế, những người quản lý thuế với những người về kinh doanh. Cho nên là cái việc chuyển thuế khoán sang cái việc là thuế đánh theo cái kết quả kinh doanh, tôi cho rằng đây là cái suy nghĩ tất yếu. Hiện nay thì chúng ta cũng có rất nhiều cái hộ kinh doanh cá thể và quy mô cũng rất là lớn. Và rõ ràng là cái việc mà áp dụng cái thuế khoán thì nó cũng thực sự là không hợp lý. Bởi vì nó tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp và giữa với các cái hộ cá thể.
Và cái việc áp dụng một mặt bằng thuế thống nhất thì nó vừa đảm bảo sự bình đẳng, đồng thời nó cũng là một cái áp lực để mà các cái hộ cá thể này phải xem xét chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp theo đúng cái tinh thần luật hỗ trợ doanh nghiệp và nhỏ đã được Quốc hội thông qua. Và nó cũng làm cho các cái hộ cá thể này cũng phải có ý thức trách nhiệm cao hơn trong cái vấn đề là nộp thuế. Thì vấn đề là đưa ra cái tiêu chí nào và áp dụng thuế thế nào, thì như tôi nói đấy, phải xuất phát từ cái chỗ là gì, chúng ta phải xét đến cái tính công bằng, tính hợp lý của cái việc áp thuế này, và phải đảm bảo làm sao để các cái hộ này người ta không có tâm lý e ngại lo sợ đấy. Mà người ta thấy rằng là cái việc mà đóng thuế bình đẳng với các doanh nghiệp là một cái gì đó nó hợp lý và là một cái gì đó cần thiết đấy. Và cái chính nữa là cái việc mà quản lý cái thuế đó, sử dụng cái thuế đó, nó phải thực sự là hiệu quả, nó phải thực sự là đem lại cái lợi ích cho nền kinh tế và cho cộng đồng. Cũng theo các chuyên gia, cần phân loại quy mô của hộ kinh doanh để đảm bảo công bằng trong quản lý thuế. Khi phân loại được hộ bán hàng như điện tử, đồng hồ, mỹ phẩm, thực phẩm, thì cơ quan thuế sẽ phân biệt được quy mô và có biện pháp quản lý và xác định doanh thu phù hợp. Các cái hộ nhỏ thì họ lại nộp thuế giá trị tăng ở huế thương phẩm trực tiếp và khoán trên một cái tỷ lệ cho doanh thu, và thuế thu nhập cá nhân cũng là khoán luôn. Ví dụ chúng ta sẽ xem xét rằng là ví dụ bán đồng hồ thì bình thường một tháng họ bán bao nhiêu đồng hồ, còn cửa hàng ăn thì hàng ngày họ ăn bao nhiêu bát phở, thì rõ ràng như cái quy mô đó chúng ta phải biết, hoặc kinh doanh khách sạn cũng như vậy. Và rõ ràng như vậy là quản lý thuế sẽ tốt hơn, phù hợp hơn, và tôi nghĩ rằng là nó thuận lợi nhưng mà nó đảm bảo bình đẳng, nó rõ ràng minh bạch, chứ không thể dẫn đến tình trạng là gì, ai mà làm ăn nghiêm chỉnh thì lại nộp thuế đủ, còn ai mà tránh thuế thì dẫn đến thuế thấp. Và như vậy nó sẽ không bình đẳng về thuế giữa những người kinh doanh với nhau. Bên cạnh đó, hạn chế tối đa việc khoán thuế không sát thực tế cũng sẽ hạn chế tối đa việc phát sinh thỏa thuận ngầm giữa hộ kinh doanh và cán bộ thuế, gây bất bình trong xã hội. Qua phóng sự vừa rồi có thể thấy, thực tế còn rất nhiều hộ kinh doanh vẫn không muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp. Vậy đâu là lý do khiến nhiều hộ kinh doanh vẫn muốn duy trì mô hình này, dù biết rõ những bất lợi so với mô hình doanh nghiệp như bị hạn chế về số lao động thường xuyên, hạn chế về huy động vốn, chỉ được kinh doanh tại một địa điểm? Mời quý vị đến với phóng sự tiếp theo ngay sau đây của chúng tôi. Khảo sát của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CM trong năm 2017 được thực hiện với những hộ kinh doanh lớn, tương đương với quy mô doanh nghiệp nhỏ cho thấy, chỉ có khoảng 8,7% hộ kinh doanh có vốn từ 1 đến 5 tỷ đồng nghĩ tới việc chuyển đổi thành doanh nghiệp. Tỷ lệ hộ kinh doanh có trên 10 lao động muốn trở thành doanh nghiệp chỉ khoảng 5,63%. Với các hộ kinh doanh lớn này, cơ quan quản lý đã có nhiều chính sách khuyến khích chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhưng có tới 11% số hộ không muốn lớn. Với cái mô hình hộ kinh doanh ấy, thì họ đang phát triển kinh doanh một cách bền vững. Nên vậy mà cái điều kiện khách quan là họ cũng không nhất thiết là phải chuyển đổi. Một phần nữa là khi mà trở thành các công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần ấy, thì họ phải yêu cầu là phải có báo cáo về tài chính, vấn đề liên quan đến thuế, rồi các cái thủ tục kèm theo. Hết sức là khó khăn. Phạm vi của hộ kinh doanh thì họ là cùng mô hình nó nhỏ, buôn bán lẻ, doanh thu về mọi mặt thì họ cũng không cao. Họ cũng đang ở cái mức gọi là bình thường, bởi vì cái tư duy của họ là họ cứ nghĩ là nếu mà càng to ấy, thì các cái điều kiện nó càng khó khăn, nhiều các cái vấn đề về thuế, các cái thủ tục hành chính sẽ bị gần như là phải áp đặt và bắt buộc, nên do vậy đó là cái điều kiện cản trở để cho các hộ kinh doanh trở thành các công ty. Thực tế, rất nhiều hộ kinh doanh đang có suy nghĩ với quy định hiện hành, hộ kinh doanh đang có lợi thế hơn doanh nghiệp về chi phí kinh doanh như hồ sơ trình tự, thủ tục thành lập đơn giản hơn so với lập doanh nghiệp. Hộ kinh doanh cũng được linh hoạt hơn lựa chọn phương án tính thuế cho phù hợp với hoạt động của mình. Khó khăn, e ngại những thủ tục hành chính mà doanh nghiệp phải đối mặt nên nhiều hộ kinh doanh cá thể vẫn chưa mặn mà lên mô hình doanh nghiệp. Sẽ rất là khó rồi, vì mình đang trong cái mô hình kinh doanh hộ cá thể thì mình tự do kinh doanh trong cái chỗ của mình. Và còn lên công ty thì nó còn rất là nhiều cái thứ vướng mắc như là thuế má, là mình cũng không biết nhiều về cái hình thức đóng thuế rồi các thứ như thế nào cho nó phù hợp. Theo các chuyên gia, nhiều hộ kinh doanh thừa nhận rất ngại chuyển sang mô hình doanh nghiệp vì phải thay đổi chế độ kế toán từ thuế khoán lên tự khai, tự nộp, tự in và sử dụng hóa đơn.
Bên cạnh đó, cách thức quản lý sổ sách thay đổi đòi hỏi hộ kinh doanh phải thuê thêm nhân lực, xây dựng hệ thống quản trị, làm tăng chi phí. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 300 hộ kinh doanh cá thể, 300.000 hộ cá thể. Thực chất tôi nói hơn nữa, dư sức có tiêu chuẩn doanh nghiệp. Nhưng họ không muốn làm cho cái doanh nghiệp. Bởi vì có nhiều cái đó, tôi nói thật sự, họ muốn lên doanh nghiệp thôi. Chủ hộ kinh doanh không phải muốn tránh nghĩa vụ thuế vì hiện nay khu vực kinh doanh cá thể vẫn thực hiện theo chế độ thuế khoán. Nên việc khai báo thuế đơn giản hơn. Mặt khác, họ ngại vượt qua các thủ tục hành chính do còn rườm rà, chi phí, thời gian, hoạt động sổ sách phức tạp. Nếu tháo gỡ được nút thắt này thì hộ kinh doanh nào cũng sẽ tự nguyện lên doanh nghiệp. Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động. Việc khuyến khích chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp đang được quan tâm triển khai. Các chuyên gia cũng cho rằng, bên cạnh việc khuyến khích thúc đẩy, thì cũng cần có các chương trình là bảo toàn lực lượng doanh nghiệp có tiềm năng tạo động lực trong cạnh tranh và có chính sách khuyến khích để các hộ chuyển đổi thành doanh nghiệp. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả những chính sách này, cần phải có giải pháp như thế nào? Mời quý vị đến với những ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi. Mục tiêu của chúng ta muốn chuyển sang thì nó phải hình thành các cái doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo doanh nghiệp và tổ chức hệ thống hạch toán theo cái phương thức của doanh nghiệp, chúng ta mới đánh được cái thuế đó. Còn nếu chúng ta mà cứ để cái kinh doanh của hộ, và hộ thì không đòi hỏi phải có sổ sách kế toán, không phải đòi hỏi có cái ghi chép, thì chúng ta không thể nào đánh thuế được theo cái kết quả kinh doanh. Do vậy cho nên là nếu chúng ta chỉ nói rằng là phân loại hộ ra thì có lẽ nó chưa phải là phù hợp lắm. Thực ra những cái hộ mà được nói rằng sẽ áp dụng cái thuế theo kết quả kinh doanh thì thực chất phải sử dụng cái hệ thống về kế toán và phương thức kinh doanh giống như doanh nghiệp thì không khác gì doanh nghiệp nữa. Vậy thì thay vào cái việc phân loại hộ, chúng ta nên thay đổi cái phương thức là làm thế nào để nói rằng đấy là doanh nghiệp. Tôi cho rằng là đã đến lúc có lẽ phần lớn những người nào đã kinh doanh thì đều phải thực hiện các cái phương thức ghi chép hạch toán giống như là một doanh nghiệp. Có điều là chúng ta sẽ đưa ra một cái hệ thống ghi chép hệ thống thông tin này làm sao đơn giản nhất để tất cả mọi người dân đều có thể tham gia vào được. Và khi đó chúng ta sẽ không còn tình trạng là đâu là hộ kinh doanh hay là đâu là doanh nghiệp gia đình. Thì cái việc mà chúng ta hỗ trợ thì thứ nhất là hỗ trợ họ vấn đề về thủ tục hành chính, hướng dẫn họ để thành lập một cái doanh nghiệp làm sao nó đơn giản nhất. Cái hỗ trợ thứ hai nữa mà hiệp hội chúng tôi đã hỗ trợ thời gian qua ấy, đó là làm công tác tuyên truyền, hướng dẫn và đào tạo các chủ doanh nghiệp để làm sao để khi mà trở thành các công ty thì họ có những thuận lợi gì, vấn đề về cơ chế chính sách, về các cái thủ tục hành chính. Trong vấn đề kế toán thì chúng tôi cũng phối hợp với cả Cục Thuế Hà Nội để làm sao có nhiều các cái đại lý thuế để đại diện cho họ, hướng dẫn các cái tổ chức để hướng dẫn cho họ vấn đề về kê khai thuế hàng tháng, kê khai thuế hàng quý, rồi báo cáo tài chính hàng năm. Về những cái biện pháp mà để phát triển doanh nghiệp thì chúng tôi cũng cam kết là đồng hành cùng với chính phủ, cùng với các cơ quan quản lý nhà nước khác để tạo điều kiện hỗ trợ thông tin đến cho doanh nghiệp để làm sao đó người dân có thể tự tin khởi nghiệp. Các hộ kinh doanh muốn lên doanh nghiệp có thể tìm hiểu qua cái cổng thông tin của cơ quan thuế cũng như là đến trực tiếp cơ quan thuế, và chúng tôi cũng sẽ thành lập một bộ phận là chuyên biệt để hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp và hỗ trợ cho hộ cá nhân kinh doanh muốn lên phát triển thành doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục ban đầu về thuế như thế nào. Thế và thành phố sẽ miễn phí hoàn toàn cho cái thủ tục này. Thế và khi mà các mọi công dân mà muốn thành lập doanh nghiệp thì chỉ cần kê khai đăng ký qua mạng, sau đó sẽ được Sở Đầu tư hoàn thiện các thủ tục cũng như là hoàn chỉnh kể cả thủ tục đăng ký con dấu và sẽ gửi qua chuyển phát nhanh chuyển về đến tận địa chỉ mà đã đăng ký. Chúng ta cần phải thực hiện cái việc giảm thiểu hơn nữa các cái chi phí cho doanh nghiệp, nhất là các cái doanh nghiệp mà nhỏ và vừa, và từ đó nó tạo ra một cái nền tảng để thành lập doanh nghiệp mới tốt hơn. Tuy nhiên như tôi đã nói đó, thành lập mới không quan trọng lắm bằng vấn đề giữ cho doanh nghiệp cũ không chết đi. Bởi vì rõ ràng anh thành lập thêm độ 120.000 doanh nghiệp nhưng để cho 70-80.000 doanh nghiệp chết đi thì rõ ràng là sẽ không phải là một cái phương án tốt, mà cố gắng là thành lập mới vững chắc cộng với duy trì cái đội ngũ cũ cũng vững chắc theo. Tiếp theo đó chúng ta phải kiểm soát lại những cái luật mới ban hành, rồi những nghị định mới ban hành. Có rất nhiều nghị định mới ban hành nó lại để thêm các cái quy định về điều kiện kinh doanh, cho nên cần một sự giám sát rất là mạnh mẽ, rất là chặt chẽ
để cho nó không mọc thêm, mà mọc thêm chỉ là những thứ thực sự cần thiết, nó phải lý giải được cái mục tiêu chính sách mà nó bảo vệ. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.